Đúng là một đêm yên bình ở trong Animal Crab. Bầu trời thật là nhiều sao. Mình thì đang ngồi nướng bánh ăn thì dấp. Và đúng là một đêm rất thích hợp để mình ăn bánh nhây. Hello, chào mọi người, mình là Simi đây và chúng ta trở lại với Animal Crab episode thứ 20 thì Ok, thì chào mừng các bạn trở lại với Animal Crab thì ok, cũng lâu rồi mình chưa quay Animal Crab thì xin lỗi mọi người. Thì ok thì bây giờ thì đây là tập chẵn, thì hôm nay chúng ta sẽ làm ý tưởng của mọi người. Thì ok, chúng ta trước bây giờ mình sẽ đi xem nào. Các bạn chờ khá tối, mình sẽ đi kiểm tra thử. Trước khi tối thì chúng ta sẽ đi kiểm tra coi có gì hay ho không. Nhưng mà nó để chế độ dễ thì nó không được hay lắm. Ok, mình xin lỗi ấy. Thì ok, rồi. Mọi thứ vẫn bình thường đúng không? Nó khá là tối, mình sẽ đặt đuốc đây cho sáng này. Ok, rồi. Mọi thứ nó rất là bình thường. Oh, hello animal. Mọi thứ vẫn phát triển bình thường. Ok, rồi, ngon. Thì ok, và mình đã trở lại với skin mèo Simi đây. Yep. Skin skeleton đâu kìa. What? Ok thì bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ và chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu. Hoặc là ngày mai chúng ta sẽ làm gì đó trước rồi mới thực hiện yêu cầu. Ok. Thì mình nghĩ mình sẽ làm gì đó trước rồi xong mình mới làm yêu cầu. Mình nghĩ vậy. Ngay là luật lệ rồi. Thì hôm nay chúng ta có một cái buổi tranh giành rất là kha nhiệt liệt các kiểu. Thì thế này, tập 19 thì có rất nhiều comment được nhiều like thì mình khá là vui, nhưng mà cũng có thể là tiếc cho vài bạn, nhưng mà mình sẽ nói sau. Thì trước khi chúng ta sẽ làm ý tưởng thì mình sẽ đi tí nhỉ, thu hoạch một ý ít ít hạt giống đã, sau nói tiếp. Thì mình cảm ơn mọi người đã ủng hộ series Animal Crab, tập trước đã được 1.000 like thì mình rất là vui. Mình mong các bạn ủng hộ tập này thêm 1.000 like nữa để Simi có động lực làm tiếp Animal Crab và nhiều video khác. Ok, thì hiện tại thì mình đang học lớp lớp 10 nên kiểu như là rất là lớn rồi, nên mình phải kiểu chăm chỉ vào học hơn, nên việc mà ra ít video là chuyện đương nhiên, nên các bạn thông cảm cho mình nhé. Ok, thì sao nữa nhở? Nói chung là cái việc này nó rất là nhức đầu vì mình lớp 10 rồi mà. Lớp 10 thì làm gì? Học. Đấy. Thì mình phải học chăm chỉ để gì nha, ba mẹ tự hào hay là có video cho các bạn xem. Bởi vì mình mà không học thì có, ví dụ mà mình học ngu á thì ba mẹ mình tống khứ mình đi luôn. Thì có một bạn comment, rất là nhiều bạn comment hay ho và cũng có. Và đây là bảng tranh đấu thì em số like cao nhất là Miku Kutehatsune 116 like thì Oh my god. Really? Mày biết là mày xuất hiện tao trong 2 tập rồi không? Hả? What the heck? Sao lúc nào mình tới cái bảng này thì con Creeper nó xuất hiện á? What? Ok thì áo rồi. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn đập đập. Hôm nay chúng mình sẽ đập hộp thì nếu mọi người hỏi sao mình phải đập hộp thì hiện tại mình có 5 lucky block thì thì ok mình sẽ cất một ít đồ đi chơi nhá. Mình có rất nhiều thứ, quá nhiều thứ hơi bị nhảm tí. Ok, mình sẽ cất đồ ăn ở trong tủ lạnh nè để lúc nào mình làm tiếp. Cherry, ủa không có được à? Thế nên mình sẽ để trong này cũng được không sao? Mình sẽ để mọi thứ đây mà mình không hiểu sao mình lại có len. Thì cái ngọc Enderman này thì mình giết được các kiểu con đà điểu. Ok thì chúng ta muốn đập hộp thì chúng ta phải tí nhỉ, chúng ta phải trước hết chúng ta phải đi một nơi thật là xa chỗ này, bởi vì mình không muốn đập hộp trong cái tình trạng mà TNT rơi xuống nhà mình đâu. Mình thề mình nghe cái lắc kim lóc này cực. Ôi trời ơi. Ok, mọi thứ là bình thường, mình sẽ tới núi đi, tới đây đi. Đây cũng không có gì gọi là gì nào, gọi là không có gì gọi là. Ôi giời ơi, sợ đói nhanh thế, mới nói tí là đói cả mất mấy cây rồi.
Ok, cậu ăn cái này. Ok rồi, đập hố rồi. Nhưng mà dùng cái này để lucky cao hơn. Oh my god. Oh my god, so many horse. Oh my god. Ah, I can. Oh. Yep. Maybe I can do that. Ok, mình có ngựa, mình sẽ nói sau. Ok. Bây giờ chúng ta đập thử tiếp thôi. Oh my god, so many chicken. Yeah, chúng ta có thể nấu được nhiều đồ ăn đấy. Ok mình. Oh, lucky potion nè. Ui, cái này đi đánh thì bị vui đấy, không đùa. Ok thì tiếp theo là lucky. Wow, mọc biển. Good job Simi. You are really good, you really good. Ok thì tiếp theo. Oh. Ok, có gỗ, vẫn an ủi tinh thần. Ui, mình có rất nhiều ngựa nè, có lừa nè. Ui, ui, có ngựa trắng nè, có ngựa zombie nè. Oh my god, I have an idea. Yep. When you never pick me. Ok, mọi người cho mình cheat nhá. Thì mình đã nói rồi, Simi bận lắm nên việc mà Simi cheat là chuyện rất bình thường. Nói thật, chuyện này mình cheat là chuyện rất bình thường rồi các bạn, nên các bạn đừng chửi mình. Nói thật, vì mình đã nói với mọi người rồi. Không, mình chắc chắn là nếu mấy bạn nào mà nghe mình nói á, thì chắc chắn mấy bạn biết là Simi không hề chơi tốt trong series này, nên Simi sẽ cheat trong vài cái đoạn. Nên nhưng mà mình cheat là mình có lý do hết nhá. Bởi vì mình bảo rồi mình không chơi tốt nên mình cheat. Oh, mấy con này mà không được thuần hóa. Ok thì tập sau thì mèo Simi có lẽ sẽ làm cái chuồng lừa, vì cho mày toàn lừa Turuki các kiểu. Xuống đây con. Ok thì tập sau thì mình có khả năng sẽ đi làm chuồng Turuki. Thì mọi người muốn mình làm cái chuồng kiểu gì thì mọi người cứ comment bên dưới nhá. Ôi nhiều em vậy. Ok thì mình nghĩ mình sẽ cho mấy em ở chốt nhà để mình nhớ cái ý tưởng, sau đó là các bạn nha, các bạn muốn mình làm. Ok thì hiện tại mình đang thu hồi được tầm 1, 2, 3, 4, 5, 6 em lừa. Thì nếu các bạn thích thì các bạn thấy comment dưới video này, các bạn có thể comment một cái ngôi nhà cho lừa thì kiểu nào cũng được, mình sẽ đồng ý. Và nếu bạn nào có nhu cầu hơn, không có thể lên top, các bạn có thể đặt tên những con ngựa này thì cũng được. Và mỗi bạn muốn comment con ngựa nào thì cứ comment tên thôi. Nếu bạn mà không muốn comment kiểu nhà thì bạn có thể comment tên mỗi con là gì, mình cũng chấp nhận. Nhưng mà lưu ý nhé, mỗi bạn chỉ một tên thôi nhé. Ok, mỗi bạn một tên. Ok thì mình mong tập sau các bạn có thể cho mình ý tưởng và để xây nhà hoặc là đặt tên cũng được, mình rất là vui nếu các bạn làm vậy. Ok thì bây giờ mình sẽ đi ngủ và ngày mai chúng ta sẽ thực hiện yêu cầu của và đọc tên bạn cao lai nhất. Thì cũng như luật của mèo Simi là ai cao lai nhất sẽ được làm ý tưởng thôi. Ok thì đó là luật rừng của mèo Simi rồi. Ok thì trước khi chúng ta sẽ nói một cách từ tốn. Trong mọi cuộc chiến phải có người thắng và người thua. Thì trong này hôm nay rất là ngày đặc biệt, có rất là nhiều bạn kiểu có vài ý tưởng rất là nhiều like, cũng trong đó cũng có con khác nữa. Thì đây là những ý tưởng like, nhưng mà trong này cũng có mình like cao nhất. Nhưng mà không, mình đã sai, đã có một bạn có ý tưởng 100 like. Và xin chúc mừng bạn Duy Nguyễn, chị làm bể bơi cho thú cưng đi nha. Ok thì ý tưởng like này đã được 121 người. Ok, xin chúc mừng em đã được 121 người. Huazu. What? Con chuột này mắc đỏ à? Ok, mình cứ tưởng nó. Mày có friendly không? Áo mà tao cần thịt mày. Lỗi chuột. Xin lỗi. Tôi cứng này để tao làm. Ok xin lỗi. Đồ ác quá. Thì bây giờ xin chúc mừng em. Và em hãy nói bảo mình sẽ làm cái gì nào. Bể bơi cho thú cưng. Thì đây là lần đầu tiên mình nghe cái nổi lên. Ok, mình sẽ cố làm. Và ok, gặp mọi người đoạn sau. Bye. See you later. A few moments later. Ok thì
Và chúng ta đã hoàn thông cái gì nhỉ? Cái quá tệ. CV, ok, rồi. Chúng ta... What? Mình vừa làm gì vậy? What? Con điên CV này, trời ơi, mất thời gian phải chữa á. Ngọt trái mic. Ôi dồi ôi, tôi thề tôi mất thời gian cái đoạn này vậy. Ok thì chúng ta đã... và chúng ta đã làm xong cái gì nhỉ, vào 10 FPS vâng, rất là nhẹ. Thì chúng ta hoàn xong cái yêu cầu của bạn Nguyên Duy gì đó mình không biết. Thì gì nhỉ, bể bơi cho thú cưng thì cảm ơn bạn rất là nhiều, mình sẽ thực hiện. Thì công vớt và lũy nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới phần trang trí, thì mình có vài đồ vớ vẩn nên mình sẽ đi trang trí. Thì ok, chúng ta có ít mình chìm rồi. Cái này người ta gọi là cái gì nhỉ, cái dây leo bằng hoa. Thì ok, mình không hiểu tại sao mình trang trí kiểu vậy. Thì mình sẽ để vài con thỏ, con đây mình sẽ đây có vài con thỏ, mình sẽ để nó đây. Mình không hiểu sao mình phải để nó ở đây nhưng mình vẫn thích nó kiểu vậy. Ok thì chúng ta sẽ để một ít bong bóng kiểu party các kiểu pala pale đấy. Đấy đẹp rồi á, trời ơi quá đẹp, mình chẳng biết mình nói vậy nó có hay không. Xem nào, pew, ok gì nó giống party rồi á. Mình sẽ thu phục mấy em thỏ này để ok hello number one. Ok rồi, mình sẽ để mấy em thỏ ở trên này để làm bể bơi. Thì mình nó thật, ôi dồi ôi rớt rồi, trời ơi nó ngọt trái mic, ngọt trái mic, nó mà rớt xuống nước rồi còn phiền hơn nữa. Number one, oh no, Bunny, get up. Mình kiểu chết trôi vậy, sợ chưa. Ok, what, gà, ngọt trái mic. Which, 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 wait, wait for me. Hey. À, damn. Ok rồi, chúng ta cuối cùng đã để em gà. Ok, mình sẽ ném nó vào đây. Thì tần tần. Can you can see? Ở đây còn number one nữa. Get up, number one. Get up. Go in the world, please. Sống như những con người bình thường. Ok rồi, chúng ta đã còn number one. Thì ạ, hay cái này còn thể, ôi dồi ôi trình bắt cua của mọi người cơ. Ok rồi thì mình sẽ nuôi tầm 3 con nhá, mình sẽ kiếm thêm một con thỏ nữa, không biết nó có ở đây không nữa. Thế nào, mình nhớ có nhiều thỏ lắm mà vì có ít được mua mình mà. Ok rồi, sao có con công ra ở đây là what the heck. Có con em à, ok một em thỏ màu màu này là màu vàng đúng không, mình sẽ cho em này là gì nhỉ, baby. Ok, baby. Yeah. Nhưng mà cái điều mình muốn thắc mắc là tại sao con mèo với con chó của mình nó đi đâu rồi nhỉ? What? Cat, where are you now? Hả? Huh?